Tại sao The Final Chapter lại trở thành một tác phẩm kinh điển trong lòng mọi người? Đó là vì, ngoài nữ chính xinh đẹp Alice của chúng ta, còn có một cảnh quay chỉ cần nhìn một lần bạn sẽ không bao giờ quên. Ví dụ như cảnh này. Cảnh này. Hoặc là cảnh này. Có bạn yêu cầu, vậy hôm nay cùng xem bộ phim về zombie kinh điển này nhé. Trước hết, chúng ta tìm hiểu một chút công ty bảo vệ ô, vì nó là điểm bắt đầu của mọi câu chuyện. Công ty ô bảo vệ này là một công ty thương mại top đầu của Mỹ. Bề ngoài thì nó là nhà cung cấp công nghệ máy tính và dịch vụ y tế. Nhưng thực tế, bọn họ luôn nghiên cứu gen và chế tạo vũ khí sinh học. Cũng vì thế mà đặc biệt xây một căn cứ nghiên cứu bí mật dưới lòng đất 300m, còn gọi là tổ ong. Mà chỗ này cũng chính là nơi bắt đầu mọi đau khổ. Hôm nay có một vị khách không mời mà đến đã đột nhập vào phòng thí nghiệm. Nó không chỉ lấy trộm virus mới nhất công ty này sáng chế ra và thuốc giải, mà trước khi đi, nó còn cố tình làm vỡ một bình virus. Ngay sau đó virus chuyển từ thể lỏng sang thể khí, thông qua hệ thống thông gió của lan ra cả toàn bộ căn cứ. Mà cùng lúc này, trí tuệ nhân tạo kiểm soát cả căn cứ xuất hiện báo động đỏ. Nó cũng phát hiện virus đã bị dò dỉ. Để tránh virus khuếch tán, nó đóng tất cả các khóa cửa ra vào. Hơn nữa lợi dụng mọi thủ đoạn, nhanh chóng giết hết cả 600 nhân viên đang làm việc ở đây. Chỉ tính riêng điều này, có thể thấy được sự khủng bố của báo động đỏ. Bên kia, Alice dần tỉnh lại trong nhà tắm của một khách sạn. Nhưng không biết tại sao, cô ấy phát hiện hình như mình mất trí nhớ rồi. Cô cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ trước mắt, mặc xong quần áo, đi lại trong phòng một vòng. Cô ấy rời khỏi biệt thự, chuẩn bị tìm những đầu mối liên quan đến mình. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn không nói gì mà kéo cô chạy đi. Ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen mang theo vũ trang xông vào từ cửa sổ, rồi đẩy ngã người đàn ông xuống đất. Anh ấy vội vàng giải thích, nói mình là Mark, là một cảnh sát, nhưng thực tế, anh ấy là một nhà báo. Anh ấy ở đây là để tìm bằng chứng công ty bảo vệ ô chế tạo vũ khí sinh học, để lật đổ công ty này. May mà đối phương không để ý đến anh. Sau một loạt hành động, bọn hắn mở ra một cánh cửa u tối, dẫn bọn họ đi xuống đó để đến căn cứ, đồng thời đưa họ vào một con tàu, đi xuống dưới. Mà trên xe, bọn họ lại phát hiện một người đàn ông. Mà khi Alice nhìn thấy anh ấy, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng kết hôn với anh ta. Chẳng lẽ đây chính là chồng mình à? Càng kỳ lạ hơn là người đàn ông này cũng giống như cô, lúc này cũng ở trạng thái mất trí nhớ. Khoảng 10 phút sau, đoàn tàu dừng lại. Mà đây chính là cửa của tổ ong. Lúc này Alice cũng không nhịn được hỏi tên đội trưởng. Bọn họ là ai? Có phải quen biết cô không? Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Theo lời đội trưởng nói, Alice biết được tên của mình. Hơn nữa, cô cũng giống như người đàn ông Kevin mất trí nhớ này, đều là nhân viên của công ty bảo vệ ô. Trước đó không lâu, hai người đã kết hôn giả, để vào khách sạn sống. Mục đích chính là bảo vệ cửa của tổ ong. Còn tại sao họ mất trí nhớ? Hẳn là báo động đỏ của tổ ong đã làm, cũng chính là trí tuệ nhân tạo ở đó. Ngoài ra, đội trưởng cũng giới thiệu kỹ càng cho họ về tổ ong, và tai nạn đã xảy ra ở đây trước đó. Mà bây giờ họ phải qua đây, là để làm rõ đã xảy ra điều gì. Sao đột nhiên báo động đỏ lại giết người và đóng báo động đỏ lại? Mẹ ơi xem đến đây, mình mới hiểu được chút ít. Một lúc sau, cánh cửa của tổ ong đã được mở ra. Sau khi xác nhận khói độc đã tan hết, mọi người tiến vào, thông qua một con đường ngắn. Họ đến trước một nơi toàn là máu sinh học, máy chủ của báo động đỏ ở ngay đằng sau. Sau khi bàn bạc, hai đội viên sẽ ở lại đây để trông coi cửa và Kevin. Những người khác sẽ đến phòng kiểm soát. Sau thao tác của Kaplan, cửa của máy chủ được mở ra. Nhưng khi đội trưởng và ba đội viên đi vào, báo động đỏ bất ngờ kích hoạt cơ chế phòng thủ, cánh cửa chính lần nữa đóng lại. Đồng thời một chiếc dao laser cũng đang tiến đến. Trong đó, một thành viên vì không kịp trốn thoát mà bị cắt mất đầu. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một con dao lace lại ập đến, lại một đội viên bị cắt đứt eo. Đội trưởng nhờ thân thủ tuyệt vời của mình tóm được nóc phòng mà thoát một kiếp. Nhưng tin rằng cảnh này nhất định sẽ khiến mọi người không thể quên. Đương nhiên mình cũng vậy. Bạn nói xem sao anh ấy ngốc vậy? Sao không lùi về sau vài bước? Được rồi, quay về với bộ phim. Sau lúc này, Kaplan mạo hiểm vào lối đi chuẩn bị vào đường hầm. Anh lấy trang bị chuẩn bị đi đóng báo động đỏ. Báo động đỏ lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ cùng anh ấy. Mà đúng lúc họ hành động, báo động đỏ xuất hiện thông qua phép chiếu ảnh ba chiều, đồng thời cảnh báo họ không được tắt mình. Nếu không thì họ sẽ chết ở đây. Nhưng Kaplan cho rằng nó đang lừa bọn họ. Vậy là anh không hề do dự mà đóng nó lại. Cùng lúc này, toàn bộ hệ thống phòng thủ của căn cứ biến mất, cửa phòng thí nghiệm cũng được mở, thảm họa sắp đến rồi. Bên kia, phía bên Sarah đang nói chuyện thì phát hiện ra điều bất thường. Sau khi đi tìm một phen, họ phát hiện một người phụ nữ. Sarah tưởng là một người may mắn sống sót liền vội vàng lên trước an ủi. Nhưng không ngờ đối phương lại cắn cô một cái, đồng thời đẩy cô xuống đất. Một đồng thời khác cũng đuổi đến. Sau khi tách hai người ra, anh ta giơ súng lên không cho người phụ nữ lại gần.
nhưng người phụ nữ không hề phản ứng. Vậy là anh ấy nổ súng. Nhưng sau 5 phát súng liên tiếp, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng may mắn Sarah ra tay kịp thời. Cùng lúc này, nhóm người Alice cũng đến đây. Sarah nói cho họ tình hình ban nãy. Nhưng khi nói mấy câu này, bọn họ lại phát hiện không thấy thi thể đâu nữa. Đây là chuyện gì chứ? Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một con, hai con, ba con. Vô số zombie bao vây bọn họ. Bọn họ đều là những nhân viên ở đây. Vì hệ thống bị đóng, nên nghe tiếng súng mà bước đến đây. Mọi người thấy tình hình không ổn, lập tức nổ súng. Nhưng đám zombie này đánh mãi không chết. Hơn nữa đạn dược của bọn họ có hạn, thế nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Sau một phen hỗn loạn, một thành viên trong đó đã bị đám zombie bao vây. Alice lại lạc mất mọi người. Cô chạy vào một phòng thí nghiệm. Nhưng chưa đợi cô phản ứng, lại có một con zombie tiến đến. Trong lúc khẩn cấp, cô dùng một cú đá xoay vòng, dễ dàng giải quyết con zombie. Đây là lần đầu cô biết mình còn có thân thủ thế này. Không kịp nghĩ nhiều, cô ấy run rẩy lấy súng trên người tên đó, rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Kết quả vừa quay đầu, lại nhìn thấy mấy con chó zombie mặt mày dữ tợn, chúng đang nhìn chằm chằm cô. May mắn là lúc này trong tay cô có súng. Mà sau lúc này, Alice thành công đến được phòng điều khiển và tụ hội với mấy người. Nhưng tình hình bây giờ rất gay go, con đường nào cũng có zombie, hơn nữa cửa căn cứ một tiếng nữa sẽ khóa lại. Đến lúc đó họ còn chưa ra được thì sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở đây. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ mở lại báo động đỏ, cầu xin sự giúp đỡ của nó. Báo động đỏ cũng không ghi thù cũ, nó cho mọi người căn nguyên của sự việc, đồng thời nói cho họ cách giết zombie. Đương nhiên cũng chỉ cho mọi người một con đường. Theo lời hướng dẫn của báo động đỏ, bọn họ đến được một đường hầm ở căn cứ. Nhưng bọn họ không ngờ đến, ở đây cũng có rất nhiều zombie. May mắn là trong đường hầm có rất nhiều đường ống, mọi người nhanh chóng trèo lên, trốn thoát khỏi sự tấn công của zombie. Nhưng đen đủi là khi bọn họ sắp đến được cửa ra, đường ống đột nhiên gãy. Alice và Kaplan ngã xuống. Sau một hồi vất vả, Alice được mọi người cứu. Nhưng Kaplan thì thảm rồi, anh bị kéo sang đầu bên kia, mà bên kia đều là cương thi, không có hy vọng chạy thoát. Cuối cùng anh ấy quyết định một mình ở lại đây để tranh thủ thời gian cho bọn họ.